Mình lại có thời gian để chơi rồi. Xem nào, màu gì đây nhỉ? À, nặn màu tím đi. Nặn nhỉ. Thích thật đấy. Em nào, nặn cái gì hôm nay nhỉ? Thứ nó phải nổi được, bơi được. Màu cam này. Cam có để nặng thành gì nhỉ? Một chiếc tàu thật lớn. Không, một chiếc tàu lớn mà màu cam thì không đẹp. Em làm gì đấy? Anh Thù Xanh. Hả? Sao hôm nay nhà mình lại toàn là đất cát thế này nhở? À, nó hơi bụi một tí thôi. Bình thường mà lúc nào chẳng thế. Đây. Không sao đâu, tí nữa anh dọn cho. Anh Thường Xanh đang làm gì đấy? Ra đây, anh đang chơi đất nặng đây này, vui cực. Đây, anh cho em xem nhá. Đây này, anh đang định làm ra những chiếc thuyền này, chiếc lá này mà có thể làm cho nó phải nổi trên mặt nước. Nổi trên đây này, mặt nước. Anh đang ấn đây cái màu tím này ra để cho nó giống là một chiếc lá khoai đây này. Đấy, và nó sẽ nổi được như cái lá khoai thật. Bẹt. Đấy, rồi. Anh thử cho em xem nhá. Vâng ạ. Rồi, nó sẽ nổi đấy. Có nổi không nhở? Thấy chưa? Có nổi không nào? Nổi rồi. Ý, trời đất mà, anh Cửu Xanh có biết tại sao đất nặng lại nổi được trên nước không? Hả? À, cái này nó đơn giản nhưng mà đơn em giản. Biết không? Bởi vì nó là một cái lý thuyết nó thuộc về cái chuyện đất nặng. Mà đã là đất nặng thì là phải nặn được. Mà đã nặn được thì tức là chúng ta có thể biến nó thành được nhiều hình khác nhau. Mà đã biến thành nhiều hình khác nhau được thì có thể nặn ra cái hình mà nó nổi được. Đúng là anh Cửu Xanh. Sao? Nói như thế thì ai mà chả nói được. Phải nói như thế nào? Thế tóm lại là anh Cửu Xanh có biết hay không? Em có biết vì sao không? Bởi vì anh nặn giỏi. Lý do này không thuyết phục chút nào. Anh Cửu Xanh giải thích như thế chán lắm. Thôi em đi xem cậu bé đang làm gì đây. Ê, từ Này, anh cũng muốn xem cậu bé đang làm gì. Tí nữa chơi tiếp cũng được. Vâng ạ. Nhá. Đi xem thôi. Chào các con. Con chào bố. Con chào bố ạ. Có vẻ như chúng ta sẽ có một khu vườn trong nhà nhỉ? Vì có nhiều đất thế này cơ mà. Chờ bố chút, bố đi thay quần áo đã nha. Anh thấy là bố đang có cái gì bất ngờ cho cậu bé đấy. Mà không biết là bất ngờ gì, nhưng em nhìn thấy nhá, cậu bé mang vào phòng bao nhiêu là đất luôn. Thì chơi đất ở trong nhà có sao đâu.
ở trong nhà cũng đầy thứ liên quan đến đất. Nào là sàn nhà nhá, lúc xây lễ phải có đất nhá, ở trong tường cũng phải có đất cát nhá, rồi ở ngoài sân vườn cũng có bao nhiêu là đất đi thôi, chơi đất cũng được. Không đúng, không đúng. À thôi được rồi, này anh em mình cùng chơi tiếp với cậu bé xem nhá. Để anh sẽ lấy ở trong ba lô thần kỳ ra để xem là có gì nhá. Đúng rồi, đúng rồi, anh Kiều Xanh còn có ba lô thần kỳ nữa. Ba lô ơi, ba lô. Có gì ba lô đây thần nhỉ? Kỳ đâu rồi? Ba lô thần kỳ ơi, à đây rồi. Gì thế nhở? Tên 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 tên. Anh Kiều Xanh mở ba ra nhanh đi. Ba lô thần kỳ đây rồi. Xem nào, ba lô thần kỳ sẽ có gì đây? Cái gì mà để chơi được với đất nhở? Chơi được chứ. À. Đây, một cái xẻng rất là xinh nhá, lại còn màu hồng nữa này. Xúc đất, xúc đất. Hợp với em Kiều Hồng thật đấy. Thế thì với chiếc xẻng này và đất nữa, cậu bé sẽ chơi trò gì nhở? Đây, anh nghĩ rồi, với một chiếc xẻng thế này nhá, chúng ta có thể đào các đường hầm ở dưới đất này, và xuyên qua núi này để cho các đoàn tàu có thể chạy qua. Đây, đấy một đoàn tàu như thế này nhá. Nào, anh em mình làm đoàn tàu đi. Anh sẽ đào đất này. Đào đất. Tu tu xình xịch tu tu xình xịch. Đào, đào này, đào. Ô, đào. Không được, không được. Anh Kiều Xanh ơi, nếu mà đào đất thành đường hầm như thế cần bao nhiêu là công sức cơ? Em thì em muốn đào đất để trồng cây. Trồng cây á? Đây, em sẽ trồng cây gì? Em thích cây cam vì chúng ta có thể ăn cam rất là mát và tốt cho sức khỏe. Trồng cây gì nữa? Cây táo nữa. Thực ra anh nghĩ là nếu mà đã trồng cây ấy, đã mất công đào đất trồng cây thì mình phải trồng cái gì nó thật là ngon mà em ạ. Thật là ngon à? Ví dụ gì nhở? Em có thể trồng cây thịt kho tàu hoặc là pizza hoặc là pizza hoặc là bánh quy chẳng hạn. Đấy, trồng thế mới ra trồng chứ. Em cũng thích ăn pizza đấy. Nhưng mà làm gì có cây pizza nhở? Thì không có thì mình mới muốn được trồng. Chứ có thì đã ăn rồi. Mà anh Kiều Xanh này, hả? Em vẫn tò mò không biết bố sẽ mang về bất ngờ gì cho cậu bé. Thế thôi bây giờ anh em mình sẽ hỏi hộp thần kỳ xem có gợi ý nào không nhá. Đúng rồi, đi hỏi hộp thần kỳ. Để anh một chút. Cất ba lô đi. Hộp thần kỳ có gì đây nhở? Đây này. Một cái chổi. À, ở đây còn rất là nhiều hạt giống nữa này. Nhìn đi em, các hạt giống khác nhau đấy. Nhiều thật đấy, chổi và hạt giống nữa này. Lúc nãy còn có cả xẻng nữa. Chúng ta có thể làm gì đấy nhở? Thôi, anh em mình cùng xem tiếp xem cậu bé đang làm gì đi. Vâng. Nào, các con đã sẵn sàng chơi cùng bố chưa? Dạ rồi ạ. Nhưng chúng ta cần mang chỗ đất này ra vườn hoặc ban công và cần lau sạch sẽ trước khi mẹ con về. Từ giờ, nếu muốn nghịch đất, các con sẽ ra vườn hoặc ngoài sân, không mang vào trong nhà nữa nhé. Vâng ạ. Bố có cái này. Hạt gì đấy bố? Hạt thóc, còn đây là hạt đỗ. Các con nghĩ sao nếu chúng ta trồng nó? Thích quá. Con sẽ trồng hạt thóc thành cây lúa. Con sẽ trồng đỗ. Mấy hạt này có gì đây bố? Là mầm đó. Các hạt này đã nảy mầm thì chúng ta có thể gieo trồng được. Các con hãy gieo nó xuống đất đi. Đất sẽ nuôi dưỡng nó lớn lên. Bố ơi, ngày nào con cũng sẽ tưới nước cho nó. Con cũng thế. Chơi với đất cũng thật thích nhỉ. Nhưng trong đất có nhiều vi khuẩn. Nếu mình không rửa tay sạch mà cho vào miệng hay dùng tay bốc thức ăn thì vi khuẩn sẽ chui vào bụng. Khi ấy các con sẽ bị đau bụng đấy. Chúng con nghịch đất xong sẽ đi rửa tay thật sạch ạ.
Ồ, này, cậu bé cũng đang trồng cây giống anh em mình đây. À, em rất thích ăn cam, nên bây giờ em sẽ phải đi tìm hạt giống cam đây. Này, 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 từ từ đã, anh quên mất. Đó là, ngày hôm nay đúng là anh hơi bầy bừa. Nói thật là anh cũng mang đất vào nhà chơi đấy. Nên bây giờ anh em mình phải dọn dẹp sạch sẽ đi đã. Nếu không sẽ có rất nhiều thứ bẩn mình sẽ chạm vào hàng ngày. Rồi lúc đấy mình lại cầm vào thức ăn này. Như thế là rất mất vệ sinh. Anh Cứu Xanh, như thế thì trong bụng chúng ta sẽ có rất nhiều giun đấy. Rất nhiều những con giun sẽ ở trong bụng chúng ta đấy. Nó sẽ ở khắp nơi đi thế này này. Thôi, dọn anh phải đi dọn nhà đây. Em giúp anh dọn cái này nhá. Vâng ạ. Trời ở đâu nhỉ? Trời ơi. Trời ơi, à đây rồi. À, trời đây rồi. Dọn gọn gàng vào nào. Anh mà đã quét thì là rất là sạch nhá. Rất gọn gàng lúc luôn. Lúc nào anh Cửu Xanh cũng chăm chỉ dọn nhà như thế này thì tốt biết bao nhỉ. Ừ, thì mình quét sạch sẽ này thì mình sẽ không sợ là mình chạm vào các thứ nó bị bẩn tay nữa, đúng không nào? Quét. Và như thế thì sẽ không sợ run vào trong bụng nữa đâu. Ừ. Anh quét sắp xong rồi đây. Được rồi. Hoan hô anh Cửu Xanh, gọn gàng rồi đấy. Đã xong. Còn bây giờ em phải đi tìm hạt giống cam của em đây. À, từ từ. Quét xong vẫn còn một việc nữa chưa làm, em biết là gì không? Việc gì nhỉ? Chơi xong này, quét dọn xong thì phải đi rửa tay. Đúng rồi, chúng ta phải rửa tay thật sạch sẽ. Đấy, anh còn vừa cầm vào chổi nữa chứ. Anh sẽ cất chổi đi này. Rửa tay thật sạch. Anh Kiều Xanh ơi, chúng mình cùng nhắn nhủ tới các bạn nhỏ cũng phải rửa tay sạch nữa. Nào. Các bạn nhỏ ơi, hãy rửa tay sạch sẽ sau khi chơi nha. Đi rửa tay thôi. Đi thôi. Các bố mẹ hãy truy cập kênh YouTube VTV7 Kids để cùng bé đón xem trọn bộ chương trình Chuyện kể của những chú cừu nhé. Chuyện kể của những chú cừu, dạy bé ứng xử thông minh.